này con rái cá nha con, mình không có nuôi được. Chim vàng tử gì á? Dạ, dạ, con đang đọc cuốn này nè. À, Atlas về các loài động vật. Dạ. À, thì ra là các con đang xem về những loài động vật trên thế giới hả? Dạ. Các con có muốn biết ở Việt Nam có một số loài động vật nào không? Dạ muốn. À, ở Thảo Cầm Viên á các bạn có những cái loài động vật này rất là nhiều luôn. Con muốn biết Thảo Cầm Viên có con gì không nè? Dạ. Theo như mà mẹ nhớ á, thì ở Thảo Cầm Viên có những cái chú ăn cỏ, ví dụ như là cừu trắng nè, dê đen nè, hươu cao cổ nè. Thân hình cao lớn nhưng mà nó rất là hiền, nó ăn cỏ. Rồi có những chú voi châu Á, có ngà luôn đó nha. Rất là đáng yêu. Đó là chú thiên nga trắng. Và rất là xinh đẹp, đó chính là chim công. Và dũng mãnh làm sao là chú thiên nga đen của chúng ta đây. Ngoài ra còn có xíu vương miệng và hồng hạc cao quý. Nói chung là nhiều lắm con, nhiều loại lắm. Mình đi Thảo Cầm Viên nè. Dạ, bây giờ cả nhà mình đi Thảo Cầm Viên, mình vô rủ ba nha. Dạ. Hẹn gặp các bạn tại Thảo Cầm Viên nha các bạn. Ôi con gì vậy con? Ồ đúng chính xác, thiên nga đen. Mẹ ơi, con đang gì? Vậy giờ chúng ta đi coi tiếp mẹ. Đây gọi là xíu vương miệng nha con. Cái chân á không thấy không, màu hồng đó. Từ thôi nha nè. Wow, một con bướm đẹp quá. Đi tiếp ha con. Gãy chân. Đó, nó đu quá. Nó đu quá con, cái đó đâu phải bị gãy chân đâu. Trời, con kêu nó quay lại nó tiếp. Khởi mặt bướm. Vướng, ba tại sao cái này là cũng nguy hiểm mà ba.
Ừ, tại vì nó thuộc dạng thú nguy hiểm đó con. Nói chung là hả, người ta nói nguy hiểm thì mình biết nguy hiểm gì đi. Ba nó có cắn người không? Ta cũng không biết nữa. Rồi, kết thúc một ngày đi dạo Thảo Cầm Viên ha. Rồi được chưa? Giờ ăn vừa đi ra luôn nha con nghe. Có mệt không? Thấy giờ đi có mệt không? Có bà với mẹ mệt thôi, tiêm dâu năng lượng tràn trề. Bây giờ quay ra về nha. Xe ôm tới đây. Xe ôm tấm hành về Cần Giờ đây.